cảnh lúc này đang trong thời kỳ mặt thế thành phố đổ nát không một bóng người trên mái nhà một giọng nói vang lên bên tai châu trác châu trác mau dậy đi châu trác châu trác đang trong giấc ngủ say chậm rãi mở mắt nhìn hạ băng băng bên cạnh với vẻ mặt hoài nghi hạ băng băng tiếp tục thúc giục cậu dậy với vẻ mặt lo lắng dậy đi là tình huống khẩn cấp nghe thấy có động tĩnh châu trác lập tức cầm ống nhòm lên và nhìn về phía xa bốn con chó thây ma cấp 4 ngoài ra còn có hai con hổ cấp 6. Trong vòng 20 phút nữa, chúng có thể triệu tập hàng ngàn thây ma. Phải thông báo cho các đội khác sơ tán ngay lập tức. Hạ băng băng nói với giọng hơi tuyệt vọng rằng, đã quá muộn rồi. Trừ khi tôi ở lại đây thu hút mấy con thủ lĩnh đó. Cố gắng kéo dài thời gian cho cậu càng nhiều càng tốt. Nghe thấy vậy, Châu Chắc lập tức lo lắng nói. Đội trưởng, tôi, một mình cô ở lại cũng không thể chống đỡ. Dĩ năng của cậu vẫn chưa thức tỉnh, cậu ở đây chỉ làm vướng chân tôi thôi. Châu chắc tự trách mình sâu so sắc. Tại sao chứ? Mình rõ ràng đã ăn tinh thạch, nhưng lại không xuất hiện biến dị trên cơ thể. Tại sao không có dị năng nào được thức tỉnh? Sau một lúc im lặng, Châu chắc nói với Hạ băng băng rằng. Hạ băng băng. Hãy sống sót trở về. Hạ băng băng ngẩng đầu nhìn Châu chắc. Gật đầu với vẻ mặt kiên quyết. Ừ. Đúng lúc này, Châu chắc bị một tiếng riêng gì đánh thức cậu khỏi ký ức. Châu chắc, dậy đi, Hạ băng băng ở bên cạnh đang bốc khói nghi ngút. Châu chắc. Châu chắc sừng sốt. Ngay lập tức hỏi chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gì đã xảy ra thế? Người cô nóng quá. Tôi cũng không biết mình bị làm sao. Khó chịu quá. Cả người, như bị thiêu đốt vậy. Nóng quá, không chịu được nữa. Nghe thấy vậy châu chắc ngay lập tức tránh sang một bên. Đợi một chút. Tôi sẽ lấy cho cô những viên đá. Khoan đừng cởi hết ra. Tôi, tôi không có, đừng nhìn, tôi không có nhìn, tôi đang ngồi quay lưng lại với cô. sau một lúc, cảm thấy tốt hơn rồi chứ. ừ, thân trên của hạ băng băng lúc này chỉ còn lại chiếc áo lót để lộ ra tâm hồn to và tròn, hơi thở nóng rực khi nãy cuối cùng đã tiêu tan. châu chắc, tôi nghĩ rằng mình vừa nhìn thấy thây ma, rất nhiều, chúng ở khắp mọi nơi. châu chắc lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, đừng hoảng loạn, đó chính là dị năng của cô chắc chắn nó vẫn là dị năng trực giác bây giờ chúng ta thật sự không thể rời khỏi đây nhưng hạ băng băng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu là ở phía dưới tôi thấy rồi có rất nhiều thây ma ở dưới sàn nhà châu chắc cũng bất ngờ liền quay lại hỏi dưới sàn nhà chẳng lẽ một khoảng thời gian sau đó trong kho lạnh châu chắc đã tìm ra một mật thất dẫn xuống lòng đất nó đây rồi quả nhiên có một cánh cửa bí mật cả hai leo xuống lối đi bí mật hạ băng băng ngửi thấy có mùi gì đó trong hang động ở đây có mùi gì thế nhỉ là lưu huỳnh đây hẳn là nơi gia đình lâm kiệt từng dùng để buôn lậu thuốc súng không có gì ngạc nhiên khi nó vẫn luôn trong trạng thái hoạt động và được bảo vệ cẩn thận ngư trường này xem ra chỉ là vỏ bọc và dùng kho lạnh này để ngụy tạo đột nhiên có tiếng gầm của thây ma phía trước xuất hiện vô số thây ma mà trong hầm lúc này quá tối để phát hiện ra chúng châu chắc nhìn về phía hạ băng băng nói ở đây quá tối để tôi có thể nhìn thấy bây giờ tất cả phụ thuộc vào cô nghe vậy hạ băng băng chỉ vào mình nói trong sự hoài nghi hả dựa vào tôi châu chắc cầm con dao dài trong tay chuẩn bị tư thế chiến đấu sau đó cậu nói với hạ băng băng không sao cô có thể làm được thấy châu chắc đặt niềm tin vào mình hạ băng băng đè nén nội tâm lo lắng gật đầu được sau đó kích hoạt dị năng trong cơ thể mình cảm nhận vị trí của zombie xung quanh. Tiếp đó báo vị trí của chúng cho Châu Chắc. Tên đầu tiên, khoảng cách 10 mét. Bằng cách này, mặc dù không thể nhìn thấy thây ma, nhưng nó vẫn có thể dễ dàng bị Châu Chắc chém chết. Đã giải quyết. Tiếp theo, rẽ trái 2 mét. Có hai tên đang đến bên phải. 4 mét bên trái, hai tên. 7 mét phía sau, một tên. 3 mét bên phải, một tên. Với sự hỗ trợ tầm nhìn của Hạ Băng Băng, Châu chắc như hổ mọc thêm cánh, rất nhanh tất cả thây ma trên đường đã bị dọn sạch. Cả hai cuối cùng đã đến được một căn phòng, nhưng sau khi nhìn xung quanh, Hạ băng băng lo lắng nói: Phải làm gì tiếp theo? Nơi này không có cánh cửa nào. Châu chắc nhìn vào hồ nước bên cạnh, thì thầm rằng: Có một con đường thủy ở đây, có thể dẫn đến ao cá lớn trong ngư trường. Sau đó, cả hai thoát khỏi kho lạnh bằng đường thủy thông với ao cá của ngư trường. Ngay khi Hạ băng băng nghĩ rằng, cuối cùng cũng thoát. May mắn thay, khả năng của mình đã có ích. Thì một con cá rô phi đột biến khổng lồ xuất hiện bên cạnh cô ấy. Trước khi hạ băng băng kịp phản ứng, nó đã cắn cô ấy kéo xuống vực sâu. Giây sau, châu chắc cũng phản ứng ngay lập tức. Cố gắng nắm lấy tay hạ băng băng kéo cô ra khỏi miệng con quái vật. Như đối mặt với lực cắn khổng lồ của con quái vật, mọi nỗ lực dường như vô vọng. Hạ băng băng cũng cảm nhận được sức mạnh của nó. Cô biết rằng mình không thể thoát khỏi nó và không muốn gây thêm rắc rối cho Châu Trác. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Châu Trác, Hạ Băng Băng đã lựa chọn buông tay cậu ấy. Hạ Băng Băng lúc này chỉ cố cười nhẹ nhìn cậu và từ từ chìm vào đáy xã hội. Nhìn Hạ Băng Băng bị con cá rô phi khổng lồ kéo xuống càng lúc càng sâu. Cậu nhớ lại tình cảnh chia ly ở kiếp trước cũng giống như bây giờ. Hạ Băng Băng lại một lần nữa đối mặt với nguy hiểm một mình. Nhưng với sinh mệnh lần này, Châu Trác sẽ không bao giờ cho phép điều đó lặp lại cô nghĩ rằng lần này tôi cũng sẽ buông tay sao châu chắc dùng hết sức lực đuổi theo con cá đồng thời sử dụng dị năng sinh trưởng trong tích tắc thực vật dưới đáy hồ đã hưởng ứng lại sức mạnh của cậu và bắt đầu tăng trưởng siêu tốc thoáng chốc đã lan rộng về phía con cá chói cuối cùng con cá thây ma khổng lồ đã bị khống chế hạ băng băng trong miệng con cá đã dần mất đi nhận thức châu chắc trước khi hôn mê cô đã nhìn thấy châu chắc bơi về phía mình cậu ấy đang cố nói điều gì đó nhưng bóng tối đã dần bao phủ và hạ băng băng lúc này đã bất tỉnh không biết bao lâu trôi qua hạ băng băng từ từ tỉnh dậy sau cơn mê bên cạnh cô là một nhóm lửa hạ băng băng trong vô thức bật dậy và gọi tên châu chắc châu chắc ở một bên nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại nhẹ giọng hỏi tỉnh rồi à tôi vừa hâm nóng lại đồ hộp ăn rồi có thể bổ sung thêm chút năng lượng cá ở ngư trường này xem ra không thể ăn được Hạ băng băng nhìn đồ hộp do cậu mang tới. Nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Sau đó, cô ấy hỏi về khoảnh khắc lúc nãy. Con cá kia đâu? Tôi chỉ nhớ rằng anh bơi về phía tôi, sau đó thì tôi không còn ý thức gì được nữa. Nó trở thành thức ăn cho mấy con cá khác dưới đáy hồ rồi sao? Nó chỉ to hơn bình thường, không phiền phức như con cá trong kho lạnh đâu. Châu chắc tiếp tục nói. Nhưng loài cá biến dị này khuếch tán theo nguồn nước. Mà loại cá biến hóa này diễn ra trên cả thế giới, không thể tránh khỏi. Tại thời điểm này, Hạ Băng băng khẽ gọi tên. Châu Trác. Lúc trước ở trường, cậu luôn vô cảm trầm mặc, rất khó để tiếp cận. Hồi đó tôi thấy cậu quá lạnh lùng nên không tiếp xúc nhiều với cậu. Nhưng từ khi thây ma bạo phát, cậu năm lần bảy lượt cứu tôi, thậm chí không ngại nguy hiểm đến tính mạng. Vì sao thế? Châu chắc suy tư một lúc, rồi nhẹ nhàng nói sự thật. Thực ra, lúc trước tôi cứu cậu là vì tôi cần dị năng của cậu để bảo vệ người nhà hạ băng băng dây trước còn đang kỳ vọng điều gì đó giờ đây đã tỏ ra chán trường thì ra là thế sao sau một hồi yên lặng giữa hai người hạ băng băng đỏ mặt quay sang hỏi lại lần nữa vậy giờ thì sao châu chắc nhìn về phía hạ băng băng bây giờ sau đó cậu rơi vào trầm tư hạ băng băng vẫn nhìn cậu như đang kỳ vọng điều gì đó tôi ngay sau khi châu chắc đáp hạ băng băng xấu hổ quay đầu sang một bên thì thầm rằng cái đó lúc nào chúng ta quay về đây bầu không khí ngại ngùng đã bị phá vỡ châu chắc liền trả lời bây giờ đi có dị năng của cô thì chúng ta có thể tránh được thây ma ừ sau không ít nỗ lực châu chắc và hạ băng băng đã bình an trở về nhà anh chị băng băng hai người về rồi châu anh thấy hai người an toàn trở về liền phấn khích lao vào ôm lấy châu chắc có biết em lo lắng thế nào không lúc này cậu cũng thở phào nhẹ nhõm mỉm cười dịu dàng và nói trong nhà có chuyện gì không châu anh bỗng dưng im bặt sau đó thấp giọng nói hai người vào trong trước đi đã vừa bước vào phòng châu chắc nghe thấy tiếng gào khóc đau đớn của anh hoàng phía bên cạnh là bố châu và anh cả với khuôn mặt nặng trĩu lập tức trong lòng cậu nảy sinh dự cảm không lành khi cậu nhìn thấy anh hoàng đang bị trói sửng sốt hỏi sao lại như thế này châu thư ở một bên mở miệng và giải thích rằng bọn anh đi tìm em và băng băng giữa đường bị một đám thây ma phục kích vốn dĩ anh muốn tìm tinh thạch của thây ma cấp 1 để cứu nhưng không thành công chú nghiêu ngồi trên ghế sofa cũng lên tiếng tiểu hoàng lúc này ánh mắt ông ấy cũng đã kịch quệ nhìn châu chắc nhẹ giọng hỏi có thể cứu được không châu chắc nhìn anh hoàng ở bên cạnh đôi mắt của anh ấy lúc này đã đỏ tươi mạch máu trên mặt sẵn nở đến mức có thể thấy bằng mắt thường không được rồi độc tố đã lan vào trong đại não cho dù bây giờ dùng tinh thạch, anh Hoàng cũng sẽ trở thành quái vật như Lâm Kiệt mà thôi. Ngay khi Châu Chắc đang do dự không biết nên nói như thế nào, anh Hoàng đã phục hồi một chút ý thức, đau đớn nói. Anh không muốn. Biến, biến thành, thay mà. Đừng do dự nữa. Làm đi. Châu Chắc ở một bên cúi đầu dầu dĩ. Cậu đã đặt tay lên cán dao. Xem ra hết cách rồi. Ngay lúc này, cậu chợt nhận ra có gì bất thường sau lưng liền quay lại phía sau quan sát phía sau là mẹ phương đang run rẩy vì lo lắng châu chắc liền quay lại và nắm lấy cánh tay của mẹ phương sau đó dẫn bà sang một bên mẹ mẹ mau qua đây hả cậu lấy trong túi ra một viên đá được bọc trong lớp vải và đưa cho mẹ phương với giọng hơi lo lắng cậu nói mau ăn cái này đi mẹ phương nghi ngờ hỏi đây chính là tinh thạch mà anh con đưa hoàng đào ăn sao con lấy ở đâu thế? Châu chắc chỉ giải thích rằng. Con cùng băng băng lấy nó ở ngư trường. Mau lên, thời gian không còn nhiều. Nhưng mà mẹ đâu bị lây nhiễm? Tiểu chắc, con làm sao thế? Hiện tại con không thể giải thích nó. Mẹ, mẹ phải tin con. Đúng lúc đó anh cả liền gọi tên cậu. Chắc tử, anh Hoàng sắp không trụ được rồi. Châu chắc sửng sốt khi nghe thấy tiếng gào thét của anh Hoàng. Liền chạy qua đó. Chết tiệt, vẫn không kịp sao cứ đà này thì không cần đợi đến lúc dị năng của mẹ thức tỉnh anh hoàng đã biến thành xác sống rồi phải đưa ra quyết định ngay lúc này anh hoàng lúc này đã tới giai đoạn cuối bị lây nhiễm toàn thân run rẩy sức mạnh cũng được gia tăng đáng kể khiến cho dây thừng bị đứt châu chắc mau giết anh đi châu chắc nhanh chóng bước đến trước mặt anh hoàng với con dao dài trong tay cậu chuẩn bị xuống tay xin lỗi anh hoàng a à hân anh sắp đến bên em đây tưởng đâu sẽ được đoàn tụ với người vợ quá cố của mình thì bỗng nhiên sau lưng hai người xuất hiện một luồng ánh sáng xanh kỳ lạ châu chắc cũng cảm nhận được luồng sức mạnh kinh ngạc phía sau liền quay người lại đây là cậu nhìn thấy mẹ phương phía sau xung quanh người được bao bọc bởi luồng khí xanh khi nãy không chỉ có thế mẹ phương dường như đã biến thành một con người khác ngoại hình đã trẻ ra trông thấy sau đó bà ấy khẽ vẫy tay một nguồn sức mạnh thần thánh từ đó rơi vào người anh hoàng trong chớp mắt màu mắt đỏ tươi lúc nãy của anh hoàng đã nhạt dần đi phần vi rút trên cơ thể cũng đã tiêu tang anh hoàng nhìn cơ thể của mình trong sự hoài nghi mọi người mau nhìn này tôi hồi phục lại rồi nhưng tại thời điểm này không ai quan tâm đến sự thay đổi của anh mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mẹ phương mẹ là mẹ thật sao a à, phương sao em lại thành như này rồi sao lại nhìn tôi như thế này này tôi phục hồi rồi này anh hoàng vẫn bất lực vì không ai để tâm đến mình châu chắc cũng cười nhẹ nhõm lần thức tỉnh này quả nhiên đúng như suy đoán của cậu sau đó cậu cũng giải thích cho mọi người về năng lực này thì ra là vậy bà ấy đã thức tỉnh được dị năng thanh tẩy sau đó phát ra ánh sáng trị liệu thanh lọc virus thay ma trong cơ thể tiểu hoàng cũng vì thức tỉnh dị năng mà mẹ trẻ hơn sao lợi hại quá đi mất hẳn là vậy dị năng thực sự có thể thay đổi cơ thể rất nhiều châu anh thì tranh thủ hỏi xem nó có năng lực xóa mụn đầu đen và mụn trứng cá của cô bé không mặt khác châu thư đã nảy ra ý tưởng dùng nó để cứu lấy tất cả thây ma trong chấn trở lại thành con người nhưng sau khi châu chắc kiểm tra qua năng lực này thì cậu nhận thấy phương pháp đó không khả thi năng lực này chỉ có thể giúp người bị nhiễm giải độc với những người đã thây ma hóa hoàn toàn dùng nó chỉ có thể tiêu diệt vật chủ mà thôi bố châu một bên thì cười lớn ha ha nếu vậy sau này chúng ta có người bị nhiễm cũng không sợ nữa rồi chỉ cần để a phương thanh tẩy là được rồi châu chắc dị năng thì mẹ hiểu rồi nhưng có chuyện mẹ vẫn còn thắc mắc. Dạ, là chuyện gì vậy mẹ? Sao con biết mẹ có thể cứu Tiểu Hoàng? Giống hệt như con đã biết trước được mọi thứ vậy. Con không có cách nào mô tả được. Nhưng lúc đó, con có thể cảm nhận được. Mẹ có thể thức tỉnh dị năng này. Đồng thời năng lực của cậu cũng cảm ứng được dị năng của Châu Thư và Châu Anh trước đó. Hơn nữa cảm giác đó vẫn đang gia tăng mạnh hơn. Nhưng Châu chắc cũng nhận ra rằng dị năng của cậu cũng có hạn chế đó là bởi vì cậu không tài nào có thể cảm nhận được dị năng của hạ băng băng và cũng không thể mượn sức mạnh của cô châu chắc chỉ có thể nghĩ rằng khả năng của cậu chỉ có thể dùng được đối với người trong gia đình nếu có thể đánh thức dị năng cho cả nhà thì năng lực của cậu cũng sẽ mạnh hơn sau khi mọi người đều về phòng nghỉ ngơi châu chắc nói với hạ băng băng bắt đầu thôi băng băng phiền cậu nhìn xem xung quanh còn bao nhiêu thây ma được hạ băng băng kích hoạt dị năng trong cơ thể mình phạm vi tầm nhìn liên tục được mở rộng rất nhanh đã bao phủ cả thị trấn sau khi phóng tầm nhìn về phía khu rừng cô đã phát hiện được lượng lớn thây ma có tầm 100 con gần khu mỏ ngoài ra còn có hàng trăm con phía sau núi cậu có thấy con thây ma cấp hai nào không có hiện tại có ba con châu chắc mỉm cười nghĩ rằng vừa hay đủ cho bố anh hoàng và chú ngưu có chúng sức chiến đấu của gia đình có thể coi là hoàn thiện nhưng sau một lúc Hạ băng băng nhận thấy điều bất thường. Châu chắc bên cạnh cũng ngạc nhiên hỏi tình hình. Sao thế? Thây ma đang di chuyển. Hơn nữa chúng hành động gần như cùng lúc. Bọn chúng đang tập trung về một nơi. Sau khi nhìn rõ mặt người này, cô nói với vẻ hoài nghi rằng đó là Lâm Kiệt. Bọn chúng đang hướng về phía Lâm Kiệt. Châu chắc nghe vậy cũng cảm thấy khó hiểu. Lâm Kiệt. Nhưng, rõ ràng mình đã tận mắt thấy hắn ta bị thiêu sống. Người mà Hạ băng băng nhìn thấy thật sự là tên lâm kiệt sao sau khi sâu chuỗi các sự kiện cậu bất giác chửi rủa chết tiệt có thể là tên lâm kiệt đã đóng cửa kho lạnh trước đó anh hoàng và những người khác bị tấn công trong khu rừng có lẽ cũng là tác phẩm của hắn ta hạ băng băng cau mày lo lắng nói làm sao bây giờ chúng ta nên thông báo cho mọi người chuẩn bị phòng ngự như trước chứ với vẻ mặt nghiêm túc cậu nói theo tình hình hiện tại lâm kiệt sẽ phải mất một ngày nữa để triệu tập đủ thây ma thay vì đợi bọn chúng đến chi bằng chúng ta chủ động tấn công, khiến chúng trở tay không kịp. Trong khu rừng, Châu Chắc nhìn xung quanh và chậm rãi nói, mau ra đây, Lâm Kiệt, tao biết mày đang ở đây. Cậu nhìn về phía trước cách đó không xa, thì thấy một bóng người đang ngồi sổm trên tảng đá. Ha ha, thật bất ngờ, Châu Chắc. Mày lại có thể chủ động tìm đến cái chết. Vậy à, nhưng trò chơi lần trước không phải là mày chết sao? Nghe vậy, Lâm Kiệt liền gào lên. Câm miệng. Dây sau đã thấy hắn lao về phía Châu Chắc. Muốn dùng vuốt xé nát cậu. Nhưng ánh mắt Châu Chắc vẫn rất kiên định. Hắn vừa lao tới đã bị cậu chém ngay hông. Quả nhiên, đúng như tao nghĩ. Những vết bỏng trên người mày vẫn chưa lành. Vì vậy khi ở kho lạnh, mày không dám trực tiếp ra tay mà chỉ thực hiện vài tiểu xào nhỏ. Có vẻ như mày luôn là một kẻ hèn nhát. Mày đừng vội tự mãn dù tao có bị thương đi nữa chỉ dựa vào mình mày chưa nói hết câu thì xảy ra một vụ nổ lớn ở phía sau khu rừng khiến hắn kinh ngạc mày muốn nói rằng mày có rất nhiều quân tiếp viện phải không thật đáng tiếc tao đã biết trước rồi chúng đã bị chặn giữa đường lần này mày không thoát được đâu phía bên kia vụ nổ xác thây ma nằm la liệt trên cây lúc này là bố trâu trên tay còn đang tung hứng một quả bom xăng không ngờ tới phải không lão tử đang đợi các ngươi đây. tất cả biến thành cho bụi đi. ha 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 ha. đang cười rất thông khoái thì ông bước hụt chân. rất may phía bên dưới là mẹ phương đã đỡ được ông. thấy vậy bố châu vui mừng như công chúa được bồng bởi hoàng tử. vẻ mặt chán trường của mẹ phương lúc này như thể cũng cạn lời với ông báo thủ quá tuổi này. chết rồi còn thấy cơm chó. một đàn thây ma fa lũ lượt kéo tới. thấy vậy mẹ phương vẫn rất bình tĩnh. bà không ngần ngại sử dụng dị năng của mình. sức mạnh thần thánh giáng xuống khu rừng. Những thây ma gần đó như bị ánh sáng này thiêu đốt. Sóng sức mạnh vẫn không ngừng lan sang xung quanh tiêu diệt tất cả thây ma trong khu vực. Thoáng cái đã giải quyết tất cả. Dị năng này khá tiện lợi. Bố Châu nghe vậy lập tức ôm lấy mẹ Phương, lớn tiếng khen ngợi. "Vợ, em giỏi thật." Mẹ Phương vẫn phớt lờ và đẩy ông ấy ra và liên hệ với Hạ Băng Băng ở nhà qua bộ đàm. "Băng Băng, con nghe rõ không? Thây ma tại điểm A đã được dọn sạch. Điểm tiếp theo ở đâu?" "Được rồi, Điểm tiếp theo cách một km về phía tây bắc. Số lượng 24. Đã tiếp nhận. Phía bên con không sao chứ? Có an toàn không? Yên tâm, bọn con đang trốn dưới tầng hầm. Lối vào cũng được bảo vệ. Anh Châu Thư, có nghe em nói không? Một mình anh không sao chứ? Đừng lo, chỉ một vài con thây ma còn con này còn không đủ để anh đánh nữa. Ha ha, đám thây ma này có nằm mơ cũng không ngờ rằng chúng ta sẽ xuất hiện đột ngột như vậy tất cả là nhờ có hạ băng băng. Nhờ vào sự nhạy bén và tài chỉ huy của cô ấy. Đúng vậy, băng băng thực sự là phúc tinh của nhà chúng ta. Từ giờ trở đi, cô chính là chỉ huy của chúng ta. Tất cả là nhờ sự nỗ lực của mọi người, cháu chỉ hỗ trợ một chút mà thôi. Đang nói chuyện với mọi người, thì hạ băng băng phát hiện ra có động tĩnh ở phía châu chắc. Đợi đã, châu chắc. Mặt khác, Lâm Kiệt không ở trạng thái tốt nhất do vết thương cũ chưa hồi phục, đã bị châu chắc đàn áp từ đầu đến cuối không thể nào. Tao không thể thua. Ha ha, hai con đường đã bị bạo phát, trung lộ cũng nát. Mày vẫn nghĩ có cơ hội lật ngược tình thế sao? Kết thúc rồi, Lâm Kiệt. Ngay khi Châu Chắc muốn dứt điểm hắn, thì Lâm Kiệt lại nghiến răng cười và đồng ý. Đúng vậy, kết thúc rồi. Hạ băng băng lúc này hét vào bộ đàm. Châu Chắc, cẩn thận. Có ba con thầy ma cấp 2 đang tiến về phía cậu. Vừa nói xong, Châu chắc thấy trước mặt mình là ba con chuột cống khổng lồ. Là chuột biến dị cấp độ 2. Ngay sau đó cậu lấy lại bình tĩnh. Chẳng qua chỉ là chuột thây ma có sức mạnh công kích tồi tệ nhất. Lâm Kiệt, mày không thực sự cho rằng mày có thể đánh bại tao cùng chúng chứ? Lâm Kiệt ở một bên cười khẩy. Ai nói? Tao sẽ sử dụng bọn nó để chiến đấu chứ? Nhìn cho rõ đây. Nói xong, hắn thọc tay vào não của những con chuột. Lấy ra ba viên tinh thạch cấp độ 2 và ăn chúng sau đó hắn mỉm cười và chậm rãi nói. Châu chắc, đây mới chính là sức mạnh thật sự của tao. Chỉ thoáng chốc, diện mạo của hắn đã thay đổi hoàn toàn, sức mạnh của hắn giờ đây đã đạt tới mức độ nguy hiểm cấp độ 3. Bầu không khí xung quanh dường như tĩnh lặng. Lâm Kiệt vẫn đang nhai hàm răng quái dị của mình cười đắc chí. Một cảm giác áp bách mạnh mẽ dâng lên trong lòng Châu Trác. Quái nhân đột biến cấp 3. Tiếp theo mình phải dốc toàn lực. Khoảnh khắc tiếp theo, Châu Trắc đã kích hoạt dị năng huyết phù đồ bao bọc cơ thể, trên tay đã cầm sẵn con dao vào tư thế chiến đấu. Ngay lập tức, cậu lao về phía Lâm Kiệt. Vung dao rất sức khoát về phía hắn. Như lần này, Lâm Kiệt đã dễ dàng bắt được nó. Sau đó, hắn dùng tay kia và cậu một cái, cho cậu biết thế nào là ao trình. Châu Trắc, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Trong lúc hắn vẫn đang cười cợt, Châu Trắc đã tấn công hắn bằng một cú đấm vào giữa ngực nhưng nó vẫn không thể gây thêm chút thương tổn nào cho Lâm Kiệt. Hắn ta chỉ ho ra một chút máu đen rồi nói. Thật làm người ta thất vọng mà. Dĩ năng của ngươi cũng chỉ đến loại trình độ này thôi sao. Hắn túm đầu cậu nhấc bổng lên không trung, rồi nói. Ít nhất phải như thế này. Sau đó ném cậu trở lại mặt đất, sóng xung kích từ đòn vừa rồi đã khiến mặt đất rung chuyển. Nhưng khi làn khói bụi tan đi, châu chắc đã biến mất, trên mặt đất lúc này chỉ có một cái hố sâu đầy rễ cây bao quanh. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Kiệt có chút ngạc nhiên sau đó thì thầm rằng. Lại còn có thể có dị năng khác. Chạy trốn xuống dưới đất rồi sao? Không sao, tao sẽ tìm ra mày rồi từ từ giết chết mày. Và sau đó giết cả nhà mày. Trong một khu rừng cách đó không xa. Châu chắc từ trong thân cây chui ra, lúc này cậu đã kiệt sức và thở hồn hển. Đây chính là sức mạnh chiến đấu của người biến dị cấp 3 sao. Kiếp trước chưa từng trực tiếp đối mặt. Không ngờ lại mạnh như vậy e rằng cộng thêm đại ca và mẹ cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Phải nhanh chóng nghĩ cách. Đúng lúc này, một nguồn sức mạnh khác đang bao phủ cả bầu trời. Châu chắc cảm nhận sự áp bách từ nó liền cau mày nhìn lên. Đây là... Mặt trăng trắng sáng ban nãy giờ đây đã bị nhuộm đỏ như máu. Cậu cảm nhận được một trận chiến khác đang diễn ra, đây là nguồn sức mạnh mà ngay cả quái nhân cấp độ 3 như Lâm Kịch cũng không thể làm được. Ở một bên khác, một làn sóng ánh sáng màu xanh từ từ dâng lên dây sau đã va chạm với ánh sáng màu đỏ trên bầu trời dù đang ở khá xa châu chắc vẫn cảm nhận được sóng xung kích từ hai luồng sức mạnh trên bầu trời lúc này cậu đã nhìn thấy hai bóng người đang đối đầu nhau chưa kịp tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng cười của lâm kiệt vang lên sau lưng cậu châu chắc mày còn có thời gian phân tâm sao châu chắc đang tập trung theo dõi trận chiến cũng giật mình quay người lại có phải mày quá xem thường tao rồi không nói xong hắn đã đánh bay cậu bằng cái đuôi biến dị của mình chỉ với một đòn quất đuôi thông thường châu chắc đã bị hất văng đi khá xa uy lực của nó khiến thân cây to lớn gãy nát chưa dừng lại ở đó cú va đập với tảng đá dường như đã tạo ra một vụ nổ nhỏ trong làn khói bụi thân thể cậu đã in sâu vào trong tảng đá đòn tấn công bất ngờ cùng với cơ thể đã cạn kiệt năng lượng lần này châu chắc đã không còn đủ sức để đứng lên nữa lâm kiệt đặt ngón tay lên chán châu chắc giễu cợt sao không dùng dị năng của mày chạy trốn đi nếu đã không chạy nổi nữa vậy thì chết đi ngay lúc hắn ta đang định giết châu chắc thì một ánh sáng phát ra từ hướng trận chiến của hai người lạ mặt ánh sáng đó lan rộng bao phủ tới chỗ lâm kiệt và châu chắc thời gian đã bị ngưng động lúc này châu chắc vẫn giữ được ý thức chuyện gì đã xảy ra thế xung quanh dường như tĩnh lặng không thể di chuyển cơ thể nhưng hình như vẫn có thể kích hoạt dị năng khoảnh khắc tiếp theo châu chắc tụ lực trên chán. sau đó bắn thẳng vào đầu lâm kiệt lúc này quần sáng đã biến mất hai luồng sức mạnh cũng đã dần thu hẹp không gian đã trở lại bình thường ngay lập tức lâm kiệt đau đớn che mắt và hét lên mắt của tao chết tiệt thật chết tiệt sau đó hắn ta kinh hoàng chạy trốn vào sâu trong khu rừng nhìn lâm kiệt rời đi châu chắc yếu ớt không còn sức để khống chế thân thể liên sụp đổ trên mặt đất lúc này châu thư theo chỉ dẫn của hạ băng băng đã tìm đến nơi này thấy châu chắc bị thương nặng liền lo lắng chạy tới hỏi chắc tử đệ không sao chứ nhưng châu chắc chỉ còn sót lại chút sức lực yếu ớt nói với anh trai mình trong rừng hắn chạy về phía khu rừng nhanh đi đuổi chưa nói hết câu cậu đã bất tỉnh trong tiềm thức lúc này của cậu vẫn nghĩ về hắn chúng ta phải nhanh chóng giải quyết biến số lâm kiệt này thế giới này đang trở nên khác biệt hơn hai bóng người vừa xuất hiện trên bầu trời đó là người sở hữu dị năng cấp cao vốn dĩ không thể xuất hiện vào thời gian này sau sự bùng phát đại dịch zombie ở kiếp trước châu chắc là người duy nhất sống sót ở thôn thanh sơn lần này cậu đã bị một nhóm người lạ mặt bắt được lão đại đã phát hiện một người còn sống trong thôn thanh sơn tên thủ lĩnh chỉ cười nhếch mép hắn nhìn châu chắc không khác gì con kiến và nhẹ nhàng hỏi thôn thanh sơn có bao nhiêu thây ma rất nhiều gần một ngàn người rất nguy hiểm vừa nghe câu trả lời của châu chắc cả nhóm phá lên cười mới một ngàn người mà thôi đây cũng gọi là nguy hiểm sao hay lại đến một phế vật tên cầm đầu không để tâm lắm tiếp tục hỏi thây ma cấp cao nhất là bao nhiêu có mấy con cấp 4 có một con. Hắn ta đột nhiên cười thích thú khi nghe thấy vậy. Ha ha, rất tốt. Có con cấp 4. Được rồi, đi qua đó đeo vòng tay vòng chân lên đi. Châu chắc vẫn chưa hiểu ý hắn nói là gì, liền quay đầu lại nhìn. Cậu thấy một nhóm người khác đang bị trói trên thân cây, rõ ràng đây là những người bình thường bị chúng bắt làm nô lệ. Không muốn chịu nhục, Châu chắc liền đứng dậy ngay. Cậu muốn chạy vào khu rừng gần đó. Nhưng giây sau, cả khu rừng đã bốc cháy trước mắt cậu tên thủ lĩnh vẫn ngồi yên nhe răng cười khoái chí tay kia dường như đang điều khiển ngọn lửa muốn chạy trốn những người có dị năng cấp cao bọn ta là nhân loại mới được thần chọn chúng mà kẻ yếu đuối như ngươi thì nên trở thành nô lệ cho bọn ta quay trở lại hiện thực châu chắc đã tỉnh lại vào ngày hôm sau cậu liền quay lại hiện trường nơi ánh sáng phát ra chính là ở đây ánh sáng xanh hôm qua rơi xuống chỗ này có lẽ tất cả những thứ ở đây đều liên quan đến người dị năng cấp cao trong những người dị năng cấp cao rất nhiều người cặn bã bọn chúng còn nguy hại hơn thay ma nhiều phải sớm tìm hiểu rõ tình hình một lúc sau cậu đã phát hiện ra thứ gì đó trước mắt cậu là một cái ổ gà sai lở. đây là một hố thiên thạch một nguồn năng lượng kỳ lạ thu hút cậu tới gần hơn sau khi nhìn kỹ trong hố thì thấy một viên pha lê siêu to khổng lồ xem ra cái hố này chính là do thứ này tạo ra khi đứng trước viên đá khổng lồ, không ngờ nó lại khiến cậu lên cơn thèm đá mà bất giác nuốt nước miếng chuyện gì đang xảy ra vậy tại sao mình lại có một sự thôi thúc muốn ăn hết nó khi châu chắc gần chạm vào viên pha lê thì xuất hiện một bàn tay khác răng ra khiến cậu giật mình nhảy lên cao đồng thời kích hoạt dị năng huyết phủ đồ là ai một bóng người thần bí xuất hiện bên cạnh viên pha lê chưa kịp thấy mặt thì hắn ta đã dịch chuyển sang sau lưng châu chắc hắn khẽ nói bên tai cậu Xem ra ngươi là người sống sót ở đây. Nhưng rất nhanh cậu liền phản ứng kê ngón tay vào động mạch ở cổ hắn. Hắn ta vẫn rất bình thản khen cậu, cũng rất biết đề phòng. Sau đó không ngần ngại đặt tay lên vai cậu tiếp tục cười nói. Xem ra tiềm lực không tệ nha, giá trị cần phải khai thác. Lấy tay ra, ta hỏi một lần cuối, ngươi rốt cuộc là ai? Thấy thanh niên này có vẻ khó chọc, còn tính nóng như kem, hắn ta đành thu tay lại và nghiêm túc giới thiệu. Được được được, vậy thì nói cho ngươi tại hạ, Cao Kiều Bắc. Người dị năng cấp 3. Vừa giới thiệu xong thì thấy Châu Trắc tung đấm về phía mình. Đúng là thanh niên tính nóng như kem. Thấy người lạ không chém thì đấm con người ta trước lấy lợi thế. Nhưng cú đấm chưa kịp chạm vào người Kiều Bắc thì không gian xung quanh cơ thể hắn đã biến dạng, dây sau đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Một chút khiêu khích tiểu tử ngươi cũng không chịu nổi sao. Đùa chút thôi, đừng nghiêm túc như vậy. Ngươi yên tâm, ta không phải là nhìn chúng ngươi và người nhà bạn bè của ngươi mà đến đâu, mà là vì tinh thạch nguyên thủy này. Lúc này Châu Chắc mới buông lỏng cảnh giác, nghi ngờ hỏi. Cái này là cái gì? Kiều Bắc cũng hơi ngạc nhiên hỏi ngược lại. Hử, ta còn tưởng ngươi biết rồi nên mới đến chỗ này chứ. Xem ra ngươi chỉ là một dị năng gà mờ cấp một mới thức tỉnh. Hai bên đứng nhìn nhau một lúc. Sau đó, Kiều Bắc vẫn tiếp tục giải thích cho Châu Chắc, thậm chí hắn ta còn không nghĩ đến việc giấu nó với cậu. Từng chơi game trực tuyến chưa? Tinh thạch này chính là đạo cụ dùng để thăng cấp. Người dị năng chúng ta có thể thông qua việc ăn tinh thạch của Thây Ma để thăng cấp, nhưng thứ này cao nhất cũng chỉ có thể thăng cấp đến cấp 4. Mà muốn đến cấp cao. Trong khi đang giải thích, hắn ta dùng năng lực của mình lên Viên Pha Lê. Thì phải dựa vào tinh thạch nguyên thủy này. Dây sau, một mẫu nhỏ của Viên Pha Lê đã xuất hiện trên tay Châu Trác. Thứ này không phải tặng không đúng chứ? Ngươi muốn ta làm cái gì? thông minh sau này ta có chút chuyện cần ngươi giúp đỡ trước đó ngươi nên chăm chỉ nâng cao cấp bậc dị năng của mình đi trước khi rời đi kiều bắc còn nói với cậu rằng đúng rồi có chuyện này quên nhắc ngươi thế giới này có thần tồn tại nói xong cả viên pha lê và hắn ta đã biến mất trước mắt cậu châu chắc lúc này đang nghĩ tới lời cuối cùng của kiều bắc mà không khỏi nghi hoặc châu chắc vẫn đang ngẫm về điều đó trên đời này có thần sao sao có thể tên đó điên rồi sao? Lời này đã khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng kiếp trước, tên thủ lĩnh lần đó cũng nhắc về sự tồn tại của thần. Lẽ nào, trên đời này thật sự có cái gọi là thần sao? Nếu thật sự như vậy, lẽ nào mà thế này có liên quan với thần? Trong khi tâm trí châu chắc đang tràn ngập những câu hỏi, thì mặt đất bất ngờ bốc lên những ánh sáng màu xanh yếu ớt. Giây sau, ngay trung tâm cái hố lại xuất hiện một chùm ánh sáng chói lóa. Cậu cố gắng nhìn vào trung tâm ánh sáng. Một vật gì đó đang bay giữa không trung nhìn kỹ hơn thì đó là một viên pha lê nhỏ màu xanh dương. Thứ này, vừa từ chỗ nguyên thạch phát triển ra sao? Chưa kịp tìm hiểu nó là thứ gì. Viên pha lê liền rung lắc dữ dội. Sau đó bay về phía châu chắc với tốc độ cực nhanh. Một nguồn sức mạnh kỳ bí đang truyền vào thân thể cậu. Châu chắc gào lên trong đau đớn, đôi mắt của cậu cũng phát ra ánh sáng màu xanh. Cơ thể lúc này đã bị gió nhấc bổng lên không chung cùng với một làn sương mù dày đặc không ngừng tàn ra. Cùng lúc đó, phía bên kia khu rừng, anh cả và em gái đang tìm kiếm cậu. Anh hai, anh ở đâu? Chắc tử. Còn có sương mù đáng ghét này từ đâu ra vậy chứ? Nhìn cũng nhìn không thấy sao có thể tìm nhị ca đây. Kỳ lạ, hôm nay trời trong và lại bây giờ mặt trời đang nắng gắt vào buổi trưa. Sương mù này rốt cuộc vì sao lại xuất hiện? Dù là chuyện gì, đợi tìm được nhị ca nhất định phải đánh cho anh ấy một trận ra hồn. Vừa nói xong, Châu Anh đã nhìn thấy một bóng người gần đó. Cô bé cười khoái chí nhấc cây gậy bóng chảy lên sau đó lao về phía bóng người không ngần ngại vung gậy hết sức đập vào đầu người đó tìm thấy anh rồi xem đây bóng người vẫn không phản ứng gì sau cú đập trời giáng đó khoảnh khắc con thây ma quay đầu lại đã khiến châu anh hết hồn bất giác buông cả cây gậy trên tay waha đừng qua đây cô bé nhanh chóng kích hoạt dị năng dây sau đã dùng dễ cây trói con thây ma lại châu anh vẫn chưa hết kinh hãi mà đứng nhìn nó bất ngờ một bàn tay chạm vào vai cô bé khiến cô bé sợ phát khóc suýt chút nữa thì hét toáng lên nhưng đó là châu thư anh đã ra hiệu kịp thời bảo cô bé giữ im lặng trước mặt cả hai là một bóng người không rõ mặt mũi được bao bọc bởi luồng khí màu xanh đại ca cái đó sẽ không phải là quỷ chứ đừng nói bừa trên đời này sao có thể có quỷ chứ bóng người vẫn chậm rãi tiến tới qua đây rồi chúng ta bị quỷ phát hiện rồi có thể là hiện tượng tự nhiên đừng tự dọa mình sau một lúc đứng nhìn cả hai Bóng người đã tan biến. Anh xem chắc chắn là quỷ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Châu Thư cũng không nói nên lời. Cả hai chưa kịp hoàn hồn thì một chùm ánh sáng bùng nổ trong khu rừng cách đó không xa. Đại ca, bên này xảy ra chuyện gì vậy? Sẽ không phải là tiên nhân đang vượt kiếp chứ? Đọc tiểu thuyết ít thôi, hãy tin tưởng vào khoa học. Nói xong Châu Thư liền kích hoạt dị năng của mình và bảo. Anh đi xem thử, em quay về trước đi. Hề, em không muốn. Nghe anh. Đại ca. Châu Anh vẻ mặt bất an cũng kích hoạt dị năng của mình. Dễ cây gần đó liền tăng trưởng siêu tốc. Sau đó cô bé dùng nó để cưỡi như một phương tiện. Wow. Chậm thôi, chậm thôi. Với tốc độ chóng mặt. Rất nhanh đã bắt kịp anh cả. Châu Thư vừa tới nơi thì cô bé cũng đã có mặt. Đã nói với em là nguy hiểm rồi. Em còn đến. Chính là bởi vì nguy hiểm nên em mới theo đến. Nhiều thêm một người nhiều thêm sức. Vừa tới nơi cảnh tượng trước mắt khiến cô bé không khỏi bàng hoàng. Mau nhìn. Nhìn theo ánh mắt của Châu Anh. Một khối cầu khổng lồ màu xanh đang bao bọc Châu Trác. Lúc này hai mắt cậu ấy nhắm nghiền lại, cơ thể thì đang lơ lửng trên không trung và trước ngực còn có một viên pha lê màu xanh. Châu Thư ở phía dưới hét lớn. Chắc tử đừng hoảng, anh đến cứu em đây. Nói xong, anh cả tụ lực vào nắm đấm. Sau đó tung đấm vào quả cầu màu xanh. Nhưng, quả cầu giống như thạch rau câu, đàn hồi lại cú đấm của anh. Thấy đòn tấn công không có tác dụng, Châu Thư cau mày nghĩ rằng, đây rốt cuộc là thứ gì, rõ ràng rất mềm nhưng lại không đánh vỡ được. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, viên pha lê màu xanh trên ngực Châu Chắc đã vỡ ra thành từng mảnh, sau đó bị cậu ấy hấp thụ. Châu Chắc dây trước còn đang nhắm nghiền đôi mắt. Thì giờ đây đã khai mở, ánh sáng trong mắt cũng tan dần. Luồng khí xanh không ngừng toát ra từ cơ thể cậu. Lúc này Châu Chắc đã trở lại bình thường, rác mạc ánh lên quầng sáng huyền bí. Hôm sau, tại nhà họ Châu. Châu Chắc đang say ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Châu Anh vui vẻ nói, nhị ca, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Châu Thư đứng bên cạnh cũng nói, quá tốt rồi. Em hôn mê cả một ngày rồi, suýt nữa thì dọa chết bọn ta rồi. Mẹ Phương thì nhìn cậu với khuôn mặt tức giận nói, vết thương còn chưa lành đã chạy ra ngoài một mình, cũng không mang theo bộ đàm. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả? Bố Châu liền chấn an người vợ. Ha ha, bình tĩnh thôi, đây không phải là vẫn chưa có nguy hiểm gì sao? Lúc này ký ức của Châu Chắc rất mờ nhạt, cậu tự hỏi. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Châu Anh ngồi một bên nghe vậy cũng bối rối hỏi. Em còn đang muốn hỏi anh đấy. Khi đó anh bị một quả cầu ánh sáng xanh bao quanh, sau đó quả cầu ánh sáng tự vỡ ra. Trước khi cô bé nói xong, đôi mắt Châu Chắc đột nhiên phát sáng màu xanh. Cùng lúc đó, một bảng thông số cũng xuất hiện trên người Châu Anh. Châu Anh, nữ, 16 tuổi. Dị năng, sinh trưởng, cấp 1. Yêu cầu để thăng cấp, tinh thạch của thay ma cấp 2, số lượng 2, tỷ lệ thăng cấp lên cấp cao 19%. Số lượng tinh thạch cần thiết để thăng cấp 7. Nhị ca, tại sao hôm qua anh lại đi đến đó? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây, đây là thứ gì vậy? Thông tin nhân vật của Châu Anh. Tại sao mình có thể nhìn thấy những thứ này? Châu chắc cũng thử chạm vào chúng, nhưng ngón tay của cậu đã xuyên qua bảng trạng thái. Châu Anh kế bên thì không hiểu anh mình đang làm gì. Sau đó cậu cũng nhìn thử những người trong phòng. Tạ Phương, nữ, 52 tuổi. Dị năng, thanh tẩy thánh quang, cấp 1. Yêu cầu để thăng cấp, tinh thạch của thay ma cấp 2, số lượng 3. Tỷ lệ thăng cấp lên cấp cao, 0,3%. Số lượng tinh thạch cần để thăng cấp, 1. Châu Thư, Nam, 28 tuổi. Dị năng, huyết phù đồ, cấp 1. Yêu cầu để thăng cấp, tinh thạch của thay ma cấp 2, số lượng 2. Tỷ lệ thăng cấp lên cấp cao 12%. Số lượng tinh thạch cần để thăng cấp, 1. Châu chắc thầm nghĩ rằng, Dựa theo những thông tin này, chỉ có tinh thạch nguyên thủy mới có thể làm cho dị năng thăng cấp lên cấp cao. Nhưng tỷ lệ thăng cấp quá thấp, mà tạm thời vẫn chưa biết cách để nâng cao tỷ lệ. Và lại nếu như thăng cấp thất bại, vẫn chưa biết rõ sẽ xảy ra hậu quả gì. Cho dù bây giờ mình có một viên tinh thạch nguyên thủy, cũng không thể sử dụng tùy tiện. Mình không còn lại nhiều thời gian nữa, trước khi đám thằng cha chết tiệt đó đến. Mình nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được. Trong lúc cậu đang tập trung suy nghĩ, thì bố châu đứng bên cạnh hét lớn. Tiểu tử thối, mau tỉnh lại. Bố, người làm gì vậy? Con cứ ngẩn người ra đó, đang nghĩ cái gì vậy? Cậu cũng kiểm tra qua bảng dữ liệu của ông ấy. Châu Kiến Hào, nam, 51 tuổi. Thức tỉnh dị năng, trở nên to lớn chưa thức tỉnh. Tỷ tỉ lệ thức tỉnh 4% tỷ tỉ lệ sửa thành 100% do bị ảnh hưởng bởi các dị năng khác. Yêu cầu để thức tỉnh, tinh thạch của thây ma cấp 1. Tỷ lệ thăng cấp lên cấp cao 70%. Số lượng tinh thạch để thăng cấp, sau đó châu chắc đứng dậy chấn an mọi người được rồi được rồi con không sao mọi người đừng lo lắng nữa cậu không ngờ năng lực mới này của cậu còn có thể biết trước dị năng người khác thức tỉnh là gì cậu có cảm giác mình như hacker anonymous thấy anh hai chuẩn bị đi ra ngoài châu anh lo lắng hỏi anh lại muốn đi đâu không đi đâu cả nằm cả ngày rồi đi ra sân hít thở không khí trong lành nói rồi châu chắc lạnh lùng bước ra cửa cũng vô tình quá rồi đó dù gì thì chúng ta vẫn đang lo lắng cho anh ấy chắc tử có lẽ đang có tâm sự gì đó chúng ta đừng làm phiền em ấy vừa ra ngoài sân thì châu chắc gặp phải hạ băng băng đang bưng món gì đó châu chắc anh tỉnh rồi đúng lúc tôi vừa làm xong chút đồ ăn đến ăn chút đi cảm ơn đúng lúc bụng đang đói he he nghe cậu nói vậy cô cũng vui vẻ cười anh cả và tiểu anh ở trên ban công nhìn thấy cảnh này cũng đã vơi bớt lo lắng chắc tử tiểu tử này khá lắm không biết từ lúc nào đã chiếm được hạ băng băng rồi anh mới phát hiện ra sao, từ khi anh ấy và chị Băng Băng ở lại một đêm, hai người đó đã tốt lên rồi. Đúng lúc này bố Châu cũng từ trong phòng bước ra cà khịa. Con cũng nhanh lên đi, chắc Tử cũng đã có đối tượng rồi, con làm anh trai vẫn còn là một người độc thân. Châu anh nghe vậy cũng góp vui. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn chỉ nhìn thấy anh đưa các bạn của anh đến nhà ở, còn chị dâu thì mãi không thấy. Châu thư chỉ có thể bất lực đứng nghe hai người cà khịa mà không thể phản bác. Châu chắc sau khi ăn xong nhẹ giọng hỏi. Đúng rồi, lâm kiệt bây giờ đang ở đâu cô còn có thể cảm nhận được hắn không không được hắn không nằm trong phạm vi dị năng cảm ứng của tôi trước đây châu thư đã đi tìm một vòng cũng không tìm thấy nghe vậy châu chắc rơi vào trầm tư là mình sơ xuất kiếp trước hắn không những là một nhân vật nhỏ chết trong làn sóng thây ma cho nên không để tâm lắm không ngờ bây giờ lại trở thành mối đe dọa to như vậy hạ băng băng thấy cậu luôn buồn phiền điều gì đó khiến cô cũng chăn trở đành hỏi sao gần đây hay cau mày vậy không giống anh chút nào hết Trước đây khi thấy ma xuất hiện, mọi người đều hoảng sợ, mà anh lại vô cùng điềm đạm, giúp đỡ mọi người giải quyết hết khủng hoảng này đến khủng hoảng khác. Khi đó tôi cảm thấy, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng đều có thể ứng phó dễ dàng, cho mọi người một loại cảm giác đặc biệt đáng tin cậy. Nhưng suy cho cùng thì việc một người có thể làm cũng có giới hạn, anh cũng không thể lúc nào cũng đem tất cả gánh nặng dồn lên vai của mình. Cho nên nếu như thật sự có chuyện mà anh không thể giải quyết, anh có thể nói với tôi và cả nhà dẫu sao chúng ta cũng là người một nhà mà nghe vậy châu chắc cũng vơi bớt buồn phiền mỉm cười và nhắc lại câu người một nhà hạ băng băng nghe câu hỏi tu từ của châu chắc thì nhìn cậu một hồi lâu dây sau má ửng đỏ cô cúi đầu xấu hổ và nói trong hoảng loạn không phải ý tôi nói là anh có thể đem tôi xem như người nhà cũng không đúng người nhà chính là anh và tôi ai ra thấy bộ dạng khó xử của hạ băng băng châu chắc mỉm cười và nói tôi biết rồi sau đó nhìn lên ban công hét lớn Mấy người trốn ở bên cửa sổ đó ơi. Có chút chuyện muốn thương lượng với mọi người. Nghe xong, ba người đứng trên ban công nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì. Một thời gian sau, Châu Chắc đã nói cho mọi người trên xe biết tình hình mà cậu gặp phải ngày hôm trước. Cùng lúc đó lên đường tìm thêm vật tư để đối phó với tình huống bất ngờ. Hóa ra dị năng có thể thăng cấp dựa vào việc ăn nhiều tinh thạch, vậy anh có thể sẽ trở nên càng lợi hại hơn không? Anh ở trên núi có cơ hội gặp được một người biết dị năng dịch chuyển tức thời sao, mà còn là cấp 3. Quá tốt rồi, Điều này chứng tỏ không chỉ có chúng ta sống sót. Châu chắc trên xe có chút buồn khi nghe về những người sống sót khác. Mặt khác, mẹ Phương lo lắng nói. Theo ý kiến của ta, đây không hẳn là chuyện tốt. Ở thời kỳ hòa bình, giữa người và người có lẽ còn có thể chung sống hữu nghị. Nhưng ở mặt thế này, bản chất của con người không thể chịu đựng được bất kỳ thử thách nào. Vì để sống sót, đôi khi con người không có gì khác với thay ma. Mà. mà khi con người trở nên mất trí, sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều so với thay ma. Nghe vậy, ánh mắt của Châu Chắc trở nên kiên định và nói: "Cho nên chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Nâng cấp dị năng, thu gom vũ khí và vật tư, sau đó bảo vệ tốt gia đình của mình." Bố Châu đang lái xe cũng cười ha hả nói: "Ha ha 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 ha, chắc tử nói đúng lắm. Nếu như thật sự có người dám khiêu khích chúng ta, nhất định phải khiến hắn gánh không nổi." Một lúc sau, bọn họ đã tới được ngư trường của Lâm Kiệt. Chắc tử, đó chính là ngư trường mà con nói sao trong đó thật sự có thuốc nổ sao? Ừm, nếu như con đoán không nhầm thì, bên đó không chỉ có thuốc nổ, mà còn có. Chưa nói hết câu, một vụ nổ lớn xảy ra từ hướng ngư trường. Châu chắc cũng kinh ngạc thốt lên, cái gì? Trước cổng ngư trường lúc này, một nhóm người đang đứng canh gác. Toàn thân bọn chúng đều được trang bị vũ trang đầy đủ. Phóng tầm mắt về phía xa, Châu Anh thấy một nhóm khác cũng đang đi tuần tra xung quanh. Nhiều người quá. Châu Thư bên cạnh tự hỏi những người này từ đâu đến sao lại nhằm vào ngư trường này bọn họ có lẽ là người của bang lâm kiệt đi buôn lậu súng đạn cả hai nghe châu chắc nói vậy cũng ngạc nhiên thốt lên Hả? cậu tiếp tục giải thích rằng lần trước khi em rời khỏi ngư trường đã đem cửa chính khóa chặt còn cầm chìa khóa đi đề phòng người khác phát hiện vật tư ở bên trong nhưng bọn chúng không tiếc dùng thuốc nổ để phá cửa chứng tỏ bọn họ biết ở trong ngư trường có rất nhiều thuốc nổ mà có thể biết những thứ này chỉ có thể là người trong cuộc châu anh nghe vậy thì phồng má chắn nản nói hừng nhiều vật tư như vậy bị người khác nhanh chân đến trước rồi châu chắc liền phủ định cũng không chắc anh muốn cướp của bọn chúng sao nhưng trong tay bọn chúng đều có súng lục châu chắc quay sang hỏi hạ băng băng hạ băng băng cô có thể cảm ứng được ở phía dưới ngư trường có bao nhiêu thây ma không sau khi ước chừng khoảng cách hạ băng băng gật đầu bảo được sau đó kích hoạt dị năng của mình rất nhanh tầm nhìn của cô đã bao phủ cả ngư trường sau khi xác định số lượng thây ma Băng Băng nói rằng có 52 con thây ma, trong đó có 45 con cấp 1, 6 con có tinh thạch có lẽ là thây ma cấp 2. Con sau cùng có vẻ khác biệt hoàn toàn, cơ bắp cuồn cuộn còn cao to đen hôi, trong đầu còn có một viên đá màu đen chưa xác định. Nghe xong, Châu chắc liền bảo, là thây ma cấp 3. Vậy không gian dưới ngư trường rất lớn và lại đã nhồi đầy thuốc nổ, không thể ở phía dưới nổ súng được. Bọn chúng chưa chắc đã có năng lực xử lý hết tất cả thây ma, càng huống chi lại còn là thây ma cấp 3 chúng ta có thể đợi đến lúc bọn chúng đánh nhau với thây ma sau đó yên tĩnh theo dõi châu anh nghe vậy cũng vui vẻ đồng tình đúng vậy chúng ta có thể làm ngư ông đắc lợi rồi đột nhiên anh cả phát hiện tiếng động lạ liền ra hiệu cho cô bé giữ im lặng châu chắc cũng cảnh giác xung quanh giây sau một bóng người xuất hiện trên con đường nhìn kỹ hơn cậu thấy tên đó đã vào tư thế chuẩn bị xả đạn châu chắc liền hét lên cảnh báo với mọi người nằm sấp xuống khoảnh khắc tiếp theo một làn mưa đạn liên tục xả vào chiếc xe nơi Châu Chắc và anh cả đang trốn phía sau. Anh, chia thành hai đường. Được. Nói xong, Châu Thư liền kích hoạt dị năng của mình lao ra, cùng lúc đó nói với Châu Chắc. Anh dụ hắn từ phía trên, em đi xuống phía dưới chặn hắn. Châu Chắc cũng đã kích hoạt dị năng chạy về phía khu rừng bên cạnh. Tên cầm súng nhắm chuẩn vào Châu Thư và xả đạn. Nhưng với tốc độ thần sầu, Châu Thư dễ dàng né được tất cả sau đó tiếp cận hắn. Thấy tình hình không ổn, hắn liền nhảy qua hàng rào bỏ trốn. Đang chạy vào khu rừng, thì châu chắc ở phía sau đã tiếp cận hắn lợi dụng vận tốc của bản thân cậu dùng bàn tay áp lên mặt hắn dưới tác động của cậu hắn đã quay vòng tròn trên không trung sau đó tiếp đất bằng mặt chỉ trong một khoảnh khắc tên cầm súng đã bị hạ gục châu chắc đứng bên cạnh thấy hắn đã hoàn toàn bất tỉnh thì nói hoàn thành trước tiên mang về hỏi thêm chút tình báo đúng lúc này anh cả cũng đã đuổi theo tới anh thấy có vật gì đó đang lao tới liền cảnh báo cho châu chắc chắc tử cẩn thận dây tiếp theo một loạt vụ nổ nhỏ diễn ra thứ lao tới đã xuyên thủng thân cây để lại vệt dài trên đất tên cầm súng ban nãy đã tan xác chỉ còn lại một cánh tay trên mặt đất châu chắc nhìn theo dấu vết thì thấy một viên bi khổng lồ anh cả thấy đòn tấn công không bình thường liền bảo có người dị năng trong lúc cả hai đang trốn bên tảng đá thì phía xa khu rừng lại phát ra tiếng gió dữ dội giây sau vô số viên bi liền bay tới không ngờ đòn tấn công đó lại nhắm vào ngay vị trí châu chắc đang trốn quá bất ngờ châu chắc không kịp né và bị một viên bi bay sượt qua tay cậu nhanh chóng di chuyển qua chỗ anh cả châu thư thấy cậu bị tấn công lo lắng hỏi chắc tử không sao chứ bị thương ngoài da mà thôi xem thấy đòn đánh ra từ đâu chưa từ các nơi khác nhau đồng thời đánh qua không cách nào suy đoán được vị trí cụ thể nhưng phán đoán từ âm thanh viên bi không ngừng được bắn ra từ nơi rất xa nghe vậy châu chắc cảm thấy khó hiểu liền xác nhận lại bắn ra đúng chính là giống với máy bắn bi chỉ là chốt bắn đã trở thành cái cây ở đây hai chúng ta thành lỗ phần thưởng. Không đợi cả hai suy nghĩ, một loạt đạn bi khác lại bay tới. Cẩn thận, lại đến rồi. Quả nhiên, lần trốn cũng không có tác dụng, tên khốn này nhất định nhìn thấy bọn mình. Những viên bi lại được bắn ra từ nơi rất xa, điểm này có chút mâu thuẫn. Có thể nắm bắt vị trí của mình ở trong rừng cây, vậy người đó nhất định đang ở gần đây. Bất chợt, Châu chắc nhìn thấy thứ gì đó. Một cái bóng đang trốn trong bụi cây gần đó nhìn kỹ hơn thì đó là một con thây ma theo suy đoán của cậu thì còn có một dị năng khác trong bọn chúng sau đó châu chắc đã dùng một cú vô ảnh cước đá bay đầu con thây ma đang lẩn trốn theo cậu thì nó chính là nguyên nhân đối phương biết được vị trí của cậu và anh cả một lúc sau châu thư nhận thấy cuộc tấn công đã dừng lại đạn châu công kích dường như đã dừng lại rồi châu chắc đứng bên cạnh xác thây ma nói xem ra em đoán không sai đối thủ nhất định đã sử dụng thây ma này để theo dõi chúng ta anh cả nghe vậy thì bâng khuâng nói rất có khả năng là hai người. Châu chắc cũng không chắc chắn trả lời. Cũng có thể là hơn hai người. Lúc này, Châu Anh ở trên đường chính hét lớn. Đại ca, nhị ca, mau lên xe. Người ở ngư trường có động tĩnh rồi, có vẻ như đã phát hiện ra chúng ta rồi. Cả hai nghe vậy cũng cảm thấy bất an, liền quay trở lại xe. Không rõ phân bố của quân địch. Liều lĩnh đối với chúng ta khá bất lợi. Ừm, chúng ta quay về thảo luận các biện pháp đối phó trước đã. Một bên khác trong khu rừng chuyện gì vậy? Sao mọi người lại chạy mất rồi? Đầu béo, vào thời khắc quan trọng ngươi đừng để tuột xích có được không? Đang chơi vui mà, sao mày lại ngắt ngang tầm nhìn làm gì? Ha ha, ngươi không thấy cú đá cuối cùng sao? Hơn nữa hai tiểu soái ca kia bản lĩnh không tồi, không giống người bình thường lắm. Mà này, sao ngươi lại giết người của chủ nhân, lát nữa phải giải thích với đối phương như thế nào? Bị bắt thì tất nhiên là phải giết rồi, cứ nói hai tên tiểu tử đó giết là xong rồi không phải sao? hơn nữa nội dung giao dịch vốn là quét sạch thây ma ở ngư trường một số người bình thường chết cũng là chuyện đương nhiên đang cãi nhau thì một bóng người đi tới chậm rãi nói đừng giỡn nữa vừa nghe thấy cả hai đều im lặng liếc nhìn phía sau một ông già với cái đầu khiến cho mọi hãng dầu gội phải khóc thét với vẻ mặt nghiêm túc ông nói cửa băng khố đang mở vào việc đi không lâu sau đó nhóm châu chắc đã về đến nhà lo sợ có người bám theo châu chắc bảo bố kiểm tra xung quanh và nhờ anh cả xóa vết bánh xe để lại vừa xem qua rồi không có ai đuổi đến cả vết bánh xe cũng được xử lý châu anh lo lắng nói những tên đó thực sự đã bắn chúng ta chúng ta sẽ bị chúng tìm thấy sao châu chắc đứng một bên suy nghĩ một lúc thì nói tạm thời có thể xẻ không mục tiêu hàng đầu của những tên đó vẫn là nguồn hàng tại ngư trường cho đến lúc đó bọn chúng không cần phải chuốc thêm phiền toái nhưng khi chúng có toàn quyền kiểm soát ngư trường chắc chắn bọn chúng sẽ tìm đến tận cửa. Nghe vậy, bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt, mọi người đều căng thẳng khi nghe cậu nói vậy. Châu Anh trong khi lắp bắp tự trấn an bản thân. Đừng, đừng sợ, nhị ca nói trong ngư trường có thây ma cấp 3. Và lại dưới đất toàn là thuốc nổ cũng không thể dùng súng, bọn chúng sẽ không thể chiếm được nó nhanh như vậy được. Nói không chừng bọn họ còn có thể bị thây ma giết nữa. Anh cả nghe vậy thì cau mày nhắc lại không phải anh vừa nói rồi trong số bọn chúng có dị năng giả sao ngay cả khi không có súng chúng vẫn có thể hạ gục thây ma vậy làm sao bây giờ mẹ phương và bố châu đã phá vỡ bầu không khí bằng cách nói nếu bọn họ thật sự dám giết đến vậy chúng ta chỉ có thể chiến đấu đến chết thôi đúng vậy tên nào dám động đến gia đình ta ta sẽ cho hắn biết mùi anh tử lát nữa giúp ba chế tạo thuốc nổ đi cho mấy tên kia một đi không trở lại vâng thưa ngài ở kiếp trước, phải mất 2 tháng trước khi có người tìm thấy thôn Thanh Sơn. Kiếp này chỉ mất có một tuần. Xem ra từ trang bị đến hành động của họ, hẳn là những phần tử đã được huấn luyện vũ trang đặc biệt. Hỏa lực của họ vượt xa chúng ta, chưa kể đến thuốc súng của ngư trường. Hơn nữa, trong ngư trường có rất nhiều thây ma cấp 2, chúng ăn xong tinh thạch sẽ càng khó đối phó hơn. Tiếp tục đợi thì chỉ có đường chết. Nhưng tùy tiện xuất kích rủi ro cũng không thể kiểm soát được. Vạn nhất, đang mắc kẹt khi suy nghĩ cách đối phó với đám người ở ngư trường, thì một bàn tay chạm vào cậu. Hạ Băng Băng bên cạnh đã trấn an cậu. Không sao đâu, anh phải tin tưởng vào gia đình mình. Lúc này, một tiếng nói vang lên trong bộ đàm bên cạnh. Alo alo, có ai không? Đây là Hoàng Đào. Em là Châu Trác. Có việc gì không? Châu Trác, tốt quá rồi. Chúng tôi đang ở cửa hàng Ngũ Kim, có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây. Chúng tôi phát hiện có người sống ở đây phía bên anh hoàng lúc này có một người đàn ông tóc vàng đang nằm trên mặt đất nghe vậy châu chắc sửng sốt bảo anh hoàng nhanh chóng trói tên đó lại anh hoàng bên kia vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì ngạc nhiên hỏi sao vậy đừng bận tâm nhiều hãy làm như lời em nói nói xong châu chắc nhanh chóng chạy ra cửa cũng không quên dặn mọi người luôn cảnh giác là người do thám của bọn chúng sao không ngờ nhanh như vậy đã tìm thấy chúng ta không thể để tên đó sống sót trở về một lúc sau châu chắc cũng đã tới nơi trước cửa tiệm lúc này là lý cầm trên tay còn nắm một hộp thuốc khoe rằng châu chắc anh đến rồi sáng nay chúng tôi đã đến bệnh viện từ rất sớm chúng tôi đã tìm được rất nhiều loại thuốc chưa để cô ta nói xong châu chắc cắt ngang bảo vất vả rồi sau đó chạy thẳng vào trong nghe vậy cô ta bĩu môi khó chịu ra mặt vừa chạy vào phòng cậu liền hỏi người đâu anh hoàng đứng cạnh bức tường trả lời ở đây đã trói chặt lại rồi châu chắc ngồi xổm nhìn qua sơ lược sau đó thầm nghĩ. Kỳ lạ, hình như không phải người của bọn họ. Cậu nắm tóc của hắn để kéo mặt lên kiểm tra. Vừa nhìn thấy mặt, Châu Chắc vô cùng ngạc nhiên. Người trước mắt cậu là Kiều Bắc, người dị năng cấp 3 mà cậu đã gặp trong rừng. Kiều Bắc lúc này cũng đã tỉnh lại. Thấy mình đang bị trói đợi làm thịt. liền hét toáng lên. a dây sau đã sử dụng dị năng dịch chuyển của mình. Châu Chắc cố chấn an anh ta. Bình tĩnh, chúng ta từng gặp nhau rồi không ngờ đúng lúc đó lý cầm nghe thấy tiếng hét cũng chạy vào xem thì bị kiều bắc khống chế đừng qua đây nếu cậu di chuyển tôi sẽ giết cô ta và đây là review chuyện thảm họa ngày tận thế tôi tái sinh biến cả gia đình trở thành một ông trùm chương 21 tới 30 cảm ơn mọi người đã theo dõi video nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn hãy để lại bình luận của mình phía bên dưới và đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất của mình.